Bây giờ hãy tiếp tục học bài 49 tương với phần 9 bài 23 quyển 2. 第49课. Hãy chú ý phải nghiêm túc nghe và nói tất cả các phần nhắc lại cuối mỗi bài. Nếu không, càng về sau khi lượng từ tăng lên, bạn sẽ không thể nhớ được các từ đã học nữa. Trước tiên là từ phía trước. 前边. Chén. Chén. Biên. Biên. Chén biên. Chén biên. Trong đó từ chén đã học trong từ trước đây, trước khi. Ỷ chén. Phía trước là cái gì? Phía trước là thứ gì? Phía trước là đồ gì? 前边是什么东西? 前边是什么东西? Phía trước có người nào? Nguyên văn là phía trước có cái gì người? 前边有什么人? 前边有什么人? Phía trước có mấy học sinh? 前边有几个学生? 前边有几个学生? Lúc này, phía trước có mấy học sinh? 这时候,前边有几个学生? 这时候,前边有几个学生? Tôi hỏi họ đi đến đại học ngôn ngữ đi thế nào? Tôi hỏi họ đi đến đại học ngôn ngữ đi thế nào? Bây giờ là từ nam sinh. Nán sân. Nán. Nán. Sân. Sân. Nán sân. Nán sân. Lớp chúng tôi có rất nhiều nam sinh. 我们班有很多男生. 我们班有很多男生. Nam sinh kia, nam sinh đó. 那个男生. 那个男生. Một người nam sinh. 一个男生. 一个男生. Một người nam sinh nói. 一个男生说. 一个男生说. Bạn là lưu học sinh đúng không? 你是留学生吧? Hãy nhắc lại, lúc này phía trước có mấy học sinh? 这时候前边有几个学生? 这时候前边有几个学生? Tôi hỏi họ đi đến đại học ngôn ngữ đi thế nào? 我问他们去语言大学怎么走? Một người nam sinh nói. 一个男生说. 一个男生说. Bạn là lưu học sinh đúng không? 你是留学生吧? Tôi nói. 我说. Phải. Mình là học sinh của Đại học Ngôn ngữ.
是，我是语言大学的学生。 是，我是语言大学的学生。 Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Một cái sân bóng đá. 一个足球场. Làm phiền, mình hỏi thăm một chút. 劳驾，我打听一下。 Ở giữa công viên Hòa Bình và quảng trường Nhân dân. Tại Hòa Bình Công viên và Nhân dân Quảng trường trung gian. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ đó rẽ trái. Tạo hồng lửa tân nở vòng chúa quải. Một tòa nhà lớn màu trắng. Ý chùa bái sửa tờ tả lấu. Lạc đường rồi. Mí lù lợ. Đi vào trong thành chơi. Chuy trấn lì quán. Bến xe buýt. Cung cùng chỉ chưa trạm. Người lái xe taxi. Chu du chưa sư chi. Có thể bảo cho tôi được không? Nâng cao sủ của mà. Tôi đưa bạn, tôi tiễn bạn. Ủa sủng nỉ. Phía trước có một nam sinh. Chén biên yếu ý cửa nán sân. Đối nhân dân tệ hay là đô la? Khoản nhân dân tệ hay là mỹ yuan? Trước tiên giới thiệu một chút. Xin giới thiệu một chút. Cũ mới. Chiều xin. Uống cốc bia. Hơ bây bí chiều. Luật sư. Lụy sư. Hoặc là. Hồ trở. Siêu thị. Chào sư. Nhân viên phục vụ. Phú ủ yuán. Làm phiên dịch cho họ. Cái tham mần tăng phan nhỉ. Dài, ngắn. Tráng, toán. Thử thêm một chút, lại thử một chút. Dài sử sử. Năm nay bao nhiêu tuổi? Chi nén đua tả. Dự định qua thế nào? Dự định đón thế nào? Tả soạn giấm mơ của. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chủ nì sinh rư khoai lửa. Đi ra sân thể dục rèn luyện thân thể. Chuy sao tráng toàn luyện sân thị. Giáo viên năm thứ nhất. Y niên chí đờ lào sư. Để em nói trước đi ạ. Rằng ủa xin xua bà. Trước khi đến Trung Quốc. Lái Trung Quốc以前.